tâm tài chính của một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium đời 2022 thì anh chị có nên cân nhắc lấy một chiếc xe 5 chỗ gầm cao phân khúc tương tự các anh chị. Đây là chiếc Ford Territory đời 2022 phiên bản Titanium. Ở phiên bản này thì công nghệ option phải nói cực kỳ nhiều luôn các anh chị. Trang bị cho mình là camera 360 nè, cảm biến qua chạm trước sau và có cả cảm biến góc luôn các anh chị. Rất là xịn sò nha, cụm đèn full LED rồi. Xe đi chuẩn hơn 30.000 km thì dàn vỏ lốp vẫn là zin theo xe, trang bị cho mình mâm 18 nè. Mâm lớn các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 2025 luôn. Và nếu anh chị lấy CX-5 phiên bản 2.0 Premium thì sẽ không có trang bị sẵn cho mình là camera 360 đâu. Có sẵn bệ bước luôn nha, nội thất ghế da hai tông màu cực kỳ sang trọng và xịn sò các anh chị. Cần số nấm vặn nè, có chế độ hỗ trợ lùi chuồng tự động cái gì và chức năng của chiếc này là cực kỳ nhiều. Lát Tâm sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Nội thất ốp của xịn sò cái gì, phần da này, phần tắp bi này, phần chi chỉ này, cam kết cho anh chị là nguyên bản nguyên zin hết nha. Bốn vỏ zin theo xe, sơ cua có hạ nhẹ thôi. Phía sau xe thì trang bị an toàn cực kỳ tối ưu các anh chị, cam ra lùi, cảm biến lùi, cảm biến góc đầy đủ luôn. Và cho anh chị xem qua cái gầm. Gầm của chiếc này thì rất là đẹp các anh chị. Đó, còn mới tinh à. Ở phiên bản Titanium thì sẽ trang bị cho mình là khối động cơ 1.5 EcoBoost và kèm theo đó là cốp điện xịn sò rồi. Phân khúc xe 5 chỗ gầm cao các anh chị, phần cốp rất là rộng nha. Đó, phần nỉ mọi chi tiết thì còn rất là đẹp các anh chị. Đây, vỏ sơ cua có hạ nhẹ, lằn sơn còn đầy đủ này. Anh chủ có nẹp chống trầy trong ngoài đầy đủ luôn. Xe thì cam kết cho anh chị là động cơ khung gầm máy số nguyên bản nguyên zin. Và nhiều anh chị băn khoăn mức tiêu hao nhiên liệu ở đây, 7.03 cho 100 km trên đường kết hợp các anh chị. Ngoài đô thị khoảng 6.12 thôi. Hàng ghế thứ hai này ngồi rộng rãi anh chị thấy không, ngồi ba người duỗi chân thoải mái luôn. Bệ thì tay cốc với lại cổng sạc tay si đầy đủ các anh chị. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama từ trước ra sau nha. Có chế độ mở rèm này, có chế độ mở kính này, rất là nhiều luôn. Cho anh chị xem qua cái khoang lái đây. Ghế lái chỉnh điện nha. Odo chuẩn là 33.426 km, Odo cam kết cho anh chị và xe này bảo dưỡng full lịch sử hẳn luôn. Có cảnh báo lịch làng nè, cảnh báo tiền qua chạm các anh chị. Đây, túi khí an toàn, 6 túi khí an toàn nha, màn hình này. Zin theo xe nhưng cam kết nó Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ các anh chị. Nội thất ốp gỗ xịn sò, điều hòa hai vùng độc lập, có cả sạc không dây luôn. Cần số nấm vặn các anh chị và có chế độ hỗ trợ lùi chuông tự động nha. Phanh tay điện tử nè, đây mọi chi tiết của anh chị rất có đẹp luôn. Thì không? Nhìn rất là sang các anh chị, đúng là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ các anh chị. Cửa sổ trời kéo dài từ trước ra sau luôn nha. Và có bệ thì tay anh chị thấy không? Rất là đã luôn. Đó, nội thất thì chi tiết rất là đẹp các anh chị. Xe này thì anh chị chuẩn bị đâu đó tầm khoảng 250-300 là mình có thể sở hữu xe rồi. Ford Territory đời 2022 đi lướt hơn 30.000 km các anh chị. Đây, máy 1.5 EcoBoost khối động cơ này cực kỳ khỏe luôn nha anh chị, đi mọi địa hình luôn. Đây, má về, xương má về là mọi bản chi tiết là nguyên bản nguyên zin các anh chị, zin hết nha. Cam kết cho anh chị bằng văn bản và xe này còn bảo hành hãng tới tháng 8 2025 luôn. Nên về vấn đề sử dụng anh chị yên tâm rồi. Ngoài ra, xe 5 chỗ gầm cao hiện tại bên Tâm còn rất là nhiều xe. Tâm có là Hyundai Kona nè, có Mazda CX-5 2020, 2022 cái gì. Và có cả EcoSport luôn. Và Kia Seltos, Kia Sonet. Anh chị quan tâm những chiếc đó thì cứ liên hệ Tâm, Tâm sẽ gửi báo giá chi tiết hình ảnh xe cho cái gì. Và bên Tâm cũng cần thu mua rất là nhiều xe cũ. Anh chị nào mà đang có xe cũ không có nhu cầu sử dụng nữa cần bán thì cứ gửi cho Tâm, Tâm sẽ định giá miễn phí cho anh chị. Anh chị cứ tham khảo giá thị trường thôi. Thấy giá bên Tâm hợp lý thì ủng hộ cho Tâm nha. Rồi, xin cảm ơn các anh chị.